Một thông tin rất đáng chú ý cũng liên quan đến Ukraine, đó là Mỹ vừa tuyên bố sẽ hỗ trợ cho Ukraine xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới thứ ba AP1000 để sản xuất điện hạt nhân trong tương lai, với trị giá mỗi lò lên đến 5 tỷ đô la. Nếu ở những quốc gia khác ổn định về mặt chính trị và kinh tế thì chẳng có điều gì là đáng quan ngại, nhưng ở đây đã từ lâu giới chính trị của Ukraine được xem là rất cực đoan, có khuynh hướng chống lại Liên bang Nga rất là mạnh mẽ. Không những thời gian gần đây mà trước năm 2014, cách mạng Maidan, điều này dấy lên lo ngại rằng Ukraine hoàn toàn có thể lợi dụng hai lò phản ứng hạt nhân này để làm bức bình phong che đậy một chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân để chống lại Liên bang Nga. Nếu điều này là sự thật thì nguy cơ về chiến tranh hạt nhân trong tương lai hoàn toàn có thể xảy ra. Có điều là chính phủ Mỹ thừa hiểu yếu tố nhạy cảm của những lò phản ứng hạt nhân khi đặt vào những quốc gia bất ổn định về chính trị và có tư tưởng đối đầu rất nặng nề với một quốc gia láng giềng, thì nguy cơ lợi dụng hai lò phản ứng hạt nhân để che đậy cho một chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân là rất cao. Nhưng chính phủ Mỹ vẫn quyết tâm hỗ trợ cho Ukraine thì thực sự e ngại rằng bản thân chính phủ Mỹ cũng có ý đồ trong vấn đề này. Trên thực tế hiện tại đã có rất nhiều trường hợp ban đầu núp bóng chương trình sản xuất điện hạt nhân và sau đó là sản xuất vũ khí hạt nhân, đó là Ấn Độ, Pakistan, Bắc Triều Tiên, và hiện nay đang nghi vấn là nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng có một chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân thông qua bức bình phong là sản xuất điện hạt nhân. Còn trước đây, dưới thời Tổng thống Saddam Hussein năm 1996, khi nước Pháp vừa hoàn thành lắp đặt xong một nhà máy điện hạt nhân cho Iraq, thì ngay lập tức quân đội không quân Israel đã phát động một cuộc tấn công hủy diệt toàn bộ nhà máy điện hạt nhân mà Pháp vừa lắp đặt chuyển giao xong cho chính quyền Saddam Hussein của Iraq. Vì vậy, khi nghe thông tin chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ cho Ukraine xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân để sản xuất điện hạt nhân thì đã tạo ra sự quan ngại sâu sắc trên chính trường quốc tế, vì lo ngại giới chính trị gia cực đoan của Ukraine sẽ lợi dụng việc hoạt động của hai lò phản ứng hạt nhân này để che đậy một chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân để chống lại Liên bang Nga, thì đó thực sự là mối nguy cho nhân loại. Nhưng cũng không loại trừ đây là âm mưu mà Mỹ muốn hỗ trợ cho Ukraine có một cái gì đó xứng tầm, có trọng lượng, có tính răn đe cao để đối đầu với Putin và Liên bang Nga trong tương lai dài hạn. Nội dung Mỹ có thể hỗ trợ cho Ukraine sản xuất vũ khí hạt nhân đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người bằng cách đăng ký, bình luận hoặc nhấn vào nút thích để tạo động lực cho kênh phát triển. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại những thông tin và bình luận về thế giới cũng như Việt Nam tiếp theo.